Sariyaya, Samiyatekata, Ananagwa, Samayanayana. Tao liền cuốn sổ cho Hồng đó nha. Hi hi hi, hello honey. Lời nói đầu tiên xin chào với đẹp Vũ Đô Phương và Hoàng Long. Bikini. Giờ là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hiện tại thì ba tụi em đang có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây, tăng. Xe mới mua á chị. Xe nhà em mới mua, hôm nay em gửi xe em dẫn mọi người đi dụng tao. Cảm ơn chị cuối quá chị. Trời ơi. Ai chị nó đang quay vậy? Rồi hello mọi người nha, hiện tại thì Badass Vũ Đô Phương nè, My Candy với lại Hoàng Long đang có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thì đây là xe 30 chỗ. Đó thì em nè, chị Út nè, với lại Yến, với lại My, với lại chị Vi. Đó nói chung là mỗi người một ít á, giống như là gieo duyên cho tất cả nhóm đi chùa Bà Tây Ninh nha mọi người nha. Và ghé ở núi Ông Cậu nè, rồi tắm suối nữa. Đó bây giờ thì trước khi lên xe là tụi em sẽ dẫn mọi người đi vào chỗ xe gục cây ca cộng. Ở đây kêu bằng cái gì? Xe gục cây hả chị? Ủa bên đây chị mới đi đánh con vậy hả? Đó bây giờ thì như mọi người đã thấy thì bây giờ là tụi em sẽ tiến vào shop go để mà mua những bánh nè hay là kẹo nè, nói chung là mua cái gì lặt để mình. Chị ơi chị, dạ. Mua đồ lên ăn. Ừ, cái này là mua đồ chơi. Mua đồ ăn má. Trời ơi. Đó bây giờ là tụi em sẽ kẹt nha. Mọi người biết rồi, BD mà khi mà lên xe là sẽ rất là buồn miệng, cho nên mình phải mua mấy món này để làm cái gì? Cái gì vậy? Thấy hả? Trời ơi, má không miệng con ta má. Ủa? Miệng mà quá trời. Em đi liều, em tưởng nhanh đánh cho. Trời ơi, tưởng đi đánh cho. Quỳ hoài luôn á. Em đó là xương frost. Đó, bây giờ là mình sẽ mua mấy cái món lặt vặt giống như là nước suối nè hay là nước ngọt nè để mà lên xe mình uống cho đã khác đó quý vị. Mẹ ơi, cũng ăn bánh này. Mẹ ăn bánh này. Bánh này gì? Con giải thích mẹ, này là băng. Ủa? Bánh ở đằng kia ông nội. Ủa gì hả? Con này nó khùng cái gì tự nhiên ăn bánh này mày phải ăn lắm hả? Con khùng có gì ăn bánh này ăn được không? Bánh nào xưa ra mày đó mày ăn hoài. Con nước suối đi. Nước suối nè. Nước suối hai chai đi. Hai chai rồi nước suối chia cho chị em. Hai chai chị em mình uống chai uống. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Nước suối. Cái tủ nước suối. Nước suối mà. Cái này tẩy trang. Cái này hiệu mới. Lên trong kia. Cái này tẩy trang mày uống đi người ta. Suối 3.1. Cái này tẩy trang mà uống mà hồi người ta tẩy chai mày luôn. Trời ơi. Hai con khùng, hai con điên. Nước suối đằng đẳng rồi má. Trời ơi, có 5 phút đi siêu cây mà mày coi mấy má. Dĩa đi. Với mua dĩa đi mẹ. Bánh kem được không? Nghe nè, đi chùa Bà Tây Ninh. Lên trển là mình cúng bà, mua nhang, mua đèn. Cái cửa sinh nhật. Sinh nhật ai? Ở trên xe có gửi chén không? Mình mua cái này theo mình gửi chén. Đúng rồi. Có gửi chén á. Cái mùi cắt bún chân của mẹ. Mày muốn làm biết lên xe làm gì vậy? Không có gửi chén. Làm gì vậy? Cái làm gì không? Cái gì? Gửi chân mày á. Trời ơi, nghĩ sao mà lên xe 50 chỗ, 30 chỗ nó kêu người mua cho nước gửi chén. Mày mua gì dữ vậy? Không phải cái gì, đang sale. Sale, đúng rồi, sale. Ở nhà mày mới mở tiệm gội đầu. Trời đó hả? Bỏ xuống giùm tao. Không có thời gian. Cái này là mặt tao. Mặt nạ khác, mặt tao khác. Con điên. Hello, sawadika. Tặng anh nè. À hôm nay nhân dịp giống như là không phải anh vừa giờ là Nhật Bản mà. Nhật Bản. Kamita. Ủa, người Việt mà. À, Việt Nam hả? Ok, cảm ơn. Việt Nam. Anh nhận cái đồng hồ đeo màu xanh này vậy? Anh không biết. Cái em không biết. Anh nhận xanh này mẹ. Ừ. Sợ ma đó con. I'm afraid you drink what drink they go. No, they go. Okay. Sao giống vậy trời? Ủa? Đúng rồi. Ủa nhậu với ai vậy? À có thiếu đào không cho chị chơi? Ở đây có ba đào. Không á hả? Có thiếu đào. Dễ thương nghe đó, đàn ông là phải vậy là mọi người. Đó chứ đừng có dễ dãi. Đàn ông mà dễ dãi là dễ bị BD dụ lắm. Nhất là con My Candy đó hay dụ đàn ông lắm. Cái gì vậy? Đó bây giờ là mua nước suối và mua bánh gì đó em ơi. Mua bánh gì mà buồn buồn miệng lên lầu, lên xe ăn nè, quên lên lầu. Quên. Bánh chuối không ơi? Này ngon. Chuối đó mình sẽ khi mà em sẽ đập hộp tập hôm nay là tụi em sẽ review những món bánh hay là những món kẹo tụi em sẽ mua để mà lên xe 30 chỗ đó. Chị tụi em buồn miệng có khu ra gà không? Cái gì? Có khu lá gà à chị ơi, ở đây có khu gà lá chanh không chị? Khu gà lá chanh đó.
Không phải, có brat gà. À, chị ơi, có bán con gà đá không? Không phải. Mày nói mày tiếng Việt đi, mày người Việt, nó phải người nước ngoài đâu. Con điên. Mày mày nhai cái lưỡi mẹ luôn rồi nè. Đó, nó bự quá, mua cái nhỏ thôi con. Phí lắm. Trời ơi, ôi. Ở giỡn tùm lum tùm la, con biết ai là ai đâu. Ủa Lâm muốn cái gì hả? À, nó xé cái miệng của mi lại cho nó xuống cho chú Lâm. Rồi thì hôm nay là em muốn kẹo hả? Em muốn kẹo anh ơi. Em ơi, con gái mình là con gái mình thuyết phục đàn ông mình thấy nhỏ nhẹ. Okay. Anh, em muốn ăn kem. Ôi trời sợ quá, ôi đánh gì đó bộ. Ủa phải không? Em muốn kẹo hả? Kẹo. Trời anh chuyển khoản con này điên. Thôi anh trả tiền cho anh, đừng trả tiền cho em nha. Thôi được cái tiền rồi. Thôi được cái tiền rồi, để em đừng trả. Cái chuối của người ta. Con này vô xíu còn cái nó quậy quá vậy trời. Như cái chợ. Em lụm cho không sao đâu. Dạ trời. Anh cứ làm ngã thoải mái đi, em lụm cho không sao đâu. Anh ơi em muốn ăn chuối. Đàn trai này có quyền hết. Em thích chuối tay chuối ta. Anh mày thả em nha. Hai con điên. Bà nó đùa lũi là trời, bị lũi là trời. Liệu cái gì mà kỳ vậy? Bà thanh toán đi, mẹ đau bụng quá. À, mẹ ơi, mẹ ơi. Em ơi. Của tôi con đạp nè. Không nói là chưa có đẻ, chưa có đẻ, đáng có 7 tháng rồi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ đóng đi là 7.385.000. Đúng không? 7.385.000. Ủa, nhảy 7 triệu, nhảy nữa đi. Nó nghe nè. Nhảy nước kìa. Mày mua hết nguyên cái thuyền quần cây hay gì vậy? Cái này đang nhảy cái mẹ. Mua cho chú Lâm cho nó xuống nước chưa? Ok, hợp. Hèn chiều thật muốn xa. Nó nghe là con Long bị bướm mua thuốc oxy gôm đi. Nè giữ cái gì? Đúng rồi. Đúng rồi mẹ ơi. Oxy gôm đây là không ớt á. Gì vậy? Có mua mà. Mua. Mua cho người bé ơi, bè chị ơi. Bướm bướm bay, bướm bướm. Ê quỷ ma, quỷ ma vô cắt. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Em mua mà em cho. Đừng có đàng hoàng nha. Đừng có đàng hoàng nữa gì. Cái gì kìa. Ủa sao hai anh này mua cái này nhiều quá? Mua hai con trai mà. Hai người đàn ông. Thì là hai người đàn ông chơi sao phải lấy hề ở sân ba tôi biết tôi ta xài qua cãi mà lấy quá trời trời vậy không mua cái gì vậy trời. Anh đẹp trai mà sao anh bị dụ vậy? Bị dụ á mày nói nó nghe dụ mày đấy em trai uổng ha. Uổng ghê á, cái phí đàn trai anh quá sung mình. Uổng gì vậy? Chỉ mua để về thổi bông bông. Ờ, thổi bông bông chơi gì vậy? Si gom, si gom không ăn mua gì vậy? Ai hổ? Chị mua nước rửa tay, anh biết chị mua quá chứ. Đó thì bây giờ là thanh đón, ồ thanh đón thôi. Thanh đón với chị, một đón tôi là 7.835 đô ra. Thanh đón đi ông nội, hộ đưa ông tiền ông nội là ông nội. Chị tên tấm này vô đi. Ê, xù nhẹ. Đừng có ký em dưỡng, đừng có ký. Rồi xong về bán đất. Trời ơi, tí là bán nước bán đài đó. Thấy không, mình tờ. Trời ơi, cái gì vậy? Giấy hợp đồng má ơi, hợp đồng đi xem ơi. Giấy gì anh cho nó ký giấy gì vậy? Đất đai gì? Cái giấy chị đâu? Mệt quá. Đâu đâu đâu. Đi tao đòi bán cho tao. Tao má hợp đồng xe. Giấy giỡn hoài. Giấy chuyển giới tính. Phải không? Trời mày ký là mày chuyển giới đó. Rồi. Chút đi tâm tên không? Rồi. Ghi hợp đồng bắt bây giờ mệt giỡn hoài. Sao bạn kia đâu? Đâu có. Chị muốn làm phần nào? Ý là em tính làm phần trên trước. Tại vì bây giờ em nhưng mà ý là bây giờ chị muốn lên đây đúng không? Cho nên là chuyển đổi giới tính làm phần trên và phần dưới. Dạ em biết rồi. Em làm phần nào ý là tại phần... hồi nãy em chưa trước khi lên là chị Thảo có nói là xe này để biến ông thành bướm. À... thì bây giờ em lên em sẽ quán đổi thân xác của mình để nhưng em... mà chị muốn thành bướm với thành ông. Em tính thành chị á. Không em phải làm... nhưng mà chị phải là bướm hay là ông hả? Nhưng mà em muốn làm một người con gái đẹp giống chị kìa. Rồi tét nhỏ luôn. Cái này là cái team hộ phẫu của em mà. Chưa có đóng tiền, chưa có đóng tiền. Có ngày cho anh cái giấy cuốn sổ vô bao nhiêu con bd thấy vô đây nó có trốn mới đâu mà anh sợ. Rồi bây giờ là thể lệ cuộc thi là tất cả các thí sinh nếu mà ai mà thi đó là phải điền tên vô đây. Nói chứ mọi người ơi thì như thường lệ thì cả nhà đi chùa hay là đi tắm biển hay là đi bất cứ ở đâu đó khi mà đoàn xe mình có 16 chỗ hay 30 chỗ hay là 45 chỗ mình đều phải ghi ở trên đây hết mọi người để mình điểm danh khi mà tới trạm dừng chân hoặc là tới đâu đó là mình sẽ kiểm tra danh sách có ai chưa lên xe đó mình sẽ gọi điện thoại để mà đến đông đủ nha mọi người nha. Dạ, trước tiên là danh sách khách hàng. Danh sách khách hàng là sao? Danh sách khách hàng có nghĩa là những người nào anh chị...
đây má ơi. Ai vậy? Lấy gì? Cái vậy? Đâu có gì đang chơi cú hà mà. Chơi cú hà dưới kia mà. Ờ nhớ đi chay hết tao. Trời ơi hai má muốn đi chay đánh kìa. Ủa hai má lạ quá, hai má trong hồi. Bị hà cam á, ăn nhanh á. Ai con này bị bệnh hay gì má ơi. Sariyaya samigatekata ananagwa samayanayana. Tao liền cuốn sổ cho Hồng đó nha. Đó chứ mọi người ơi, thì hôm nay là chuyến hành hương của tụi em đi là chùa Bà Tây Ninh nha mọi người nha. Đó chùa Bà Tây Ninh là bây giờ là em sẽ điền danh sách tất cả các thành viên trên xe. Rồi cho con hỏi là mẹ ơi cái cô cái mặt kỳ quá à. Cái mặt cô giống trái xoài quá à. Y Street, Yohama Street, my name. My name, Xin Lé. Đâu có, không có bị danh tên, không nha. Quỳnh Trung Trọng. Quỳnh Trung Trọng. Lê Hoàng Phúc. Mày, cử người ra sao mày? Em cứ mãi ngân ngơ chờ anh. Ngày sau em vẫn thế. Trời ơi, trời hết nhạc rồi. Tắt nhạc giùm em, tắt nhạc giùm em chị. Ra rồi. Tắt nhạc giùm em. Cơm tim em mới. Tắt nhạc giùm em hả? Giọng hát gì chứ, tắt nhạc giùm em chị. Trời ơi, đang thi. Ờ anh sinh năm bao nhiêu anh? 2001. Ờ 2001. Ô trẻ nha. Chị tên gì vậy? Lê Duy Thuận. Lê Duy Thuận. Là hai anh em chứ là anh chị đó đúng không? Lê Duy Thuận rồi con gái mà tên đẹp quá ha. Con gái mà họ Lê người lót chữ Duy nữa. Lê Duy Thuận. Dạ 202. Tên đẹp. Ờ cho em hỏi là anh Thuận với lại anh Phúc là quen nhau bao nhiêu lâu á? Hình như là mấy được bao nhiêu lâu rồi? 3 năm. Hai người quen nhau là 3 năm. 3 năm 6 tháng. Là mình có đăng ký kết hôn gì không ạ? Không. Tại sao trong đây để là hai người là trưởng nam hết? Kết hôn đồng tính nam. La Lisa có Việt nam. Lisa giống nội. Ủa Lê Bình Phương là hoa hậu mà chị? Không, hồi nãy là em biết rồi, em có coi chương trình đó rồi, là Miss Trend Lê Hoàng Phương. Chị tên Lê Hoàng Phương luôn. Ủa sao giống tên mà sao em thấy bên kia đẹp mà sao chị kỳ quá. Chị đúng phim hoạt hình hoạt quả đúng rồi. Ấy ơi, mình nhớ rồi, đến rồi. Thì ra sống, ông phải, ra chết thì em đóng da cháy bí đỏ. Không phải, sợ dừa. Lê Hoàng Phương. Dạ dạ. Ba già rồi đó, xạo quá mẹ. Năm 2000 là con của gì á? Chỉ là con hỏi năm sinh của gì. Ba giờ bọn con nghe con nhỏ kia kêu bà ngoại với mẹ. 984 hết năm sau. Mẹ ơi. Đi đâu vậy? Đi nước ngoài. Con nghe nhỏ kia kêu bà ngoại á, bọn có 2000 đâu. 984 bé tên gì? Bảo Nam. Bảo Nam là em của con, ý là mẹ hỏi tên của con. Bảo Trung. Bảo Trung là anh của Bảo Quốc. Ủa ai? Đi giỡn. Bảo Bảo ơi. Bảo con của mẹ. Bảo Quốc thì không. Bảo Bối. Không. Bảo Kê. Bảo à, bảo sa mưa giông. Không, bảo tài xỉu. Không, bảo trì. Bảo 19. Bảo trì điện lạnh, máy lạnh rồi đó, bảo trì. Rút dạy nó nói chuyện như bảo hành vậy đó. Bảo toàn bảo hiểm. Đúng đúng. Dỗ hoàng chú. Nói nghe nè mẹ, con thấy bảo là tới bên đây mà. Từ từ, tới bảo. Bên đây bảo nè. Sawadee kha. Sawadee kha. Hello. Kabunaka, my name. My name, Yusi. UC. Đâu có UC đẹp lắm. UC nha, UC. Không, UC là hot girl. Hot girl nha. No, hot đó. Châu Su, UC. Là bên Su Su. Su. UC. UC. Tập tiếng Anh nha. UC. Rồi. Mưa dặn nha. UC. Lẹ lên. Nóng môi. Nóng cay đi. Chán dễ sợ. Cái gì sang nè, không hỏi này chơi. Mũ sang. Không phải chú tắm sang. Trời ơi, xin lỗi chú. Rất là chào mừng, welcome tất cả các thí sinh đang có mặt tại ngôi nhà chung Việt Nam Network. Thí sinh là chán dễ sợ. Vâng, chào mừng tất cả mọi người đã đến với ngôi nhà chung của chương trình Việt Nam Network Model. Mẹ ơi, cái cô ấy phải mặt kỳ quá mẹ ơi. Đâu có, cô là hot. Mày giám khảo nè. Đó thì bây giờ trên chiếc xe của chúng ta sẽ là có 20 thí sinh. Thì dòng này là dòng không loại nha quý vị nha. Ngày mai là 15 phút là quý vị sẽ có buổi chụp hình tại Bà Đà Hiếu. Ôi trời. Bà Đà Hiếu Đà Nẵng. Ủa vậy hả chú phải không? Này mình đi Tây Ninh. Dạ. Thank you so much. Điều thứ ba là lối thoát hiểm. Lối thoát hiểm là bên hông mình sẽ có một cây búa hoặc là một cây kéo. Móng tay mà bén quá con nhỏ này má này. Móng tay mà dài dễ sợ luôn. Làm bên con đi neo nè, vũ cho dài vô. Rồi quý vị ơi, điều khoản thứ tư là điều khoản khi mà mình trên xe.
xe hai chị em mình trò chuyện với nhau. Lúc nóng giận đừng có nắm đầu nắm cổ. Đúng rồi, nắm đầu nắm cổ cho mẹ. Đúng rồi, không được đánh lộn cái này. Cái này không có được. Ê, diễn tả thôi, no smoking, không được đánh lộn. Quý vị. No smoking là hút thuốc. Quên, no đấm bóc. No nu thai. Ok, rồi quý vị ơi, lưu ý một chuyện này rất là đặc biệt. Điều thoảng thứ năm là mình đi chùa mình không được dẫn thú cưng lên xe. Rồi xin mời. Trời ơi. Trời ơi, con khỉ con chó ở đâu vậy trời. No, 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 I want to dog free. No, food cons. Rồi điều khoản đối tượng. Nói thật, à rồi quý vị ơi. Quý vị đợi cho chút xíu rồi nhé, cứu hàng cộng mình bị đứt rồi. Rồi quý vị ơi, đây cũng là một điều kỳ nha quý vị nha. Rồi hết đứt rồi đó. Mini đã dán keo con trâu ở lộn quê cây năm lẻ mẹ đi đâu quý vị. Ừ, cứ chân mấy bài. À, điều khoản thứ sáu là quý vị anh bán đồ ăn. À quý vị ơi, trên xe chúng tôi có phục vụ cho quý vị là đồ ăn sáng và đồ ăn tối. Đó, hai chị em sẽ đại lại những chiếc xe tốt tốt bán những món đồ ăn không có mùi, chẳng hạn như là bánh nước, bún mắm nè, cơm mắm đuốc, thịt co hoặc vịt.